Mình chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết là khi đám giỗ bên ngoại nhà mình, bên nhà chồng mình nhé, thì là các món ăn về miền Trung thì mọi người tụ họp đông đủ sẽ có những món gì nhé, rất là ngon và thơm. Mình dâu mình bác ấy, thì sẽ có những cái món ăn và đặc trưng sẽ rất là khác. Đó. Mình luộc đúng rồi, xong là mình salad à? Đúng rồi bà. Rác chuối thì bỏ. Xem cỗ hết vô cho nó kê. Đây. Bảo là món này bảo làm ngon bữa mấy mà mình quên đi nha. Thịt bò. Kia mẹ đây. Ba tuổi rồi, bữa nay đám giỗ bên bà ngoại này. Đúng rồi, cho mấy cạnh ngò lên nhìn nó đẹp. Cho mấy cạnh ngò nữa con. Đâu ngò đâu, ngò ra. Làm gì em chữ chị nè. Cho thêm miếng nước nữa thì. Ít nè. Ít nè. Đang sợ thiếu đây. Đang sợ thiếu để nhắm qua. Nhưng mà ít quá. Caramel. Đủ á. Về chưa là hay gì mà hả? Không chừng ngon. Được rồi. Thứ bỏ đây tính chưa giờ. Này bỏ ngò đây, bỏ ngò đây. Cứ tính một dĩa đây. Mấy kéo còn có bằng. Cắt ngò nó dùm kiếm. Ta bỏ ngò lên đi. Bỏ ngò lên. Các còn sợ mẹ chị. Nè, đánh lại có tiền không? Có tiền hợp không hay? Ơi. Thương không? Tụi em lấy bầu lại đó. Được rồi đó, rưới lên nó. Được, bỏ đi, bỏ ngò đây được đó mà. Thịt đó đi nhiều quá mà. Ăn ít thịt thôi. Lá cũng còn dư, lá cũng còn dư thịt. Mất xạo mà. Gì nữa. Đấy là dán để hai dĩa nữa. Đúng rồi. Bỏ đây đi được đó. Lau dĩa này đi luôn á. Nói gì đó là đi á. Không làm. Đúng rồi, 6 dĩa đi lỡ mà có 7 dĩa thì mình đứng lên mình đạo diễn ít cho các. Bác sĩ chị quay phim chứ không đấy. Ai đến thử trong đây, cây chua là thử được chưa? Qua cái này cây cây chua này tôi bỏ lên một cái test hả? Đó. Cho con thử thử chua chị. Đó. Đó rồi. Bà ra bắp. Bây giờ nghe chả nam á là con xách nửa dĩa thôi nha con. Còn lại nửa dĩa là tím xách coi coi. Tụi Lan. Ui cái món này ngon này. Hương ơi, chia làm trái dĩa cho con không tính đó. Bánh hỏi thịt heo. Chị Hương xuống đây lâu chưa? Chị Hương xuống đây lâu chưa? Heo đây là giá xíu à? Dạ. Con tên gì? Con tên Hằng. Tên Hằng à? Dạ. Con cháu giao vô thằng con lại. Đó. Đang ấy. Con tính Hằng. 2, 4, 6 bày như cái quạt đó nhỉ. Con đem con ôm con đây con. Cho nên là nó nghe sẽ làm đi. Dĩa bự hết á. Ít cũng làm dĩa bự. Khoai. Mấy gì thôi. Hàng nó kêu khoai lắc phô mai.
nữa. Ngồi đây mày đuổi dép Dương nha. Mày sắp đẹp này vẫn nghe chị Hằng đứng quay đưa nha. Chị Hằng quay. Nói nghe nè, đâu sống có đuổi em bây giờ. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Rất là mình quê cái. Đám gió miền Trung. Cái này mình đổ ra chén luôn cho nó gần nè. Cái này là nước mắm gì đây mợ? À, nước mắm em phải đưa nước mắm rồi, còn dư ra. Ướt lại. Mấy dĩa rồi. 2 4 5 tí phạm lại em lại. Đây. Đây này con dọn bớt thêm một dĩa nữa đi. Bây giờ cái này bỏ hết đi. Lên 6 dĩa trước mà. Đây này còn cái chén này là gì đây ta? Đậu nhẹ đậu chân. Nước gì đây? Nước gì đây? Nước chua ngọt hả? Dạ, chì đầu có chì đầu. Dạ, dì mới bỏ đeo vô đây mét cắt cho nó đều chưa? Thì bỏ đây em chồng chồng cái thịt nó thơm vô. Mày cho nó bốc mày cay vô nghe. Đấy, chị ngon. Nó không đều rau, không đều thịt. Thịt thì ít rau thì nhiều, phải trộn cho đều chứ. Đúng rồi chứ, các em này rau nhiều chứ đều. Rồi, hút đi. Làm xéo để đều, để ra cho hai dĩa đây, cầm thẳng hai tay hai dĩa đi. Ủa, nước mẹ chị yếu lắm rồi. Bây giờ toàn phải có người vệ sinh rồi. Ăn đau gì mày nhân ý vậy chị? Bà Covid xong bà về bà không bán đồ nữa, cái mập quá thế là ngã gãy chân gãy tay. Trời ơi tội chưa. Bà năm nay mấy người rồi chị hê? Bà mới tầm 60 chứ mấy. Vẫn trẻ mà. Chị ơi. Nè. Đó, bê luôn. Được chưa? Bưng ra đã hả? Bưng ra em hả? À, kích lại anh ơi. Dạ. Kích chạy đâu rồi ha? Đây, qua kích anh. Kích gì không? Hai đĩa, ba. Có xí xí đây để nước nhân hả? Đây, đây có rồi mà. À, có rồi. Cái gì xác luôn này luôn đấy. Đây như đăng tiền lẻ. Nè xét hôm nay nè nãy à, dòng cái này. Cái mâm này là bè nè. Nhìn thấy rõ hết này. Kia đè lên nhau. Cho em miếng thử ngon nha. Như ở lại cũng như ra mà. Đi ngày nay cũng được một bột nào. Thì con canh ngày ăn mà. Thám này xét luôn cái rau thơm. Ừ. Đâu bữa má kêu làm chúng mày vô xếp xếp sao mà chúng ngày dỗ á. À, đúng rồi đó đúng không? Ừ. Thế là canh ngày dỗ đó. Về thì canh chúng ngày ăn chứ đi về mà canh chúng ngày không đi ăn nữa thôi. Đó. Mọi người đi làm hết rồi đó. Uống công đi về á. chưa có khoai lang. Cái này sắp là khoai lang hay khoai tây đi chị? Khoai lang. Khoai lang. 2, 4, 5, 6, 7 rồi nè. Còn một đĩa nữa. Thiếu à? Đang còn làm ở trong. Ở đây, bao giờ nhiều món canh của ta? Cái gì đấy? Cô múc canh đấy. Đây này, cô múc canh này này. À, đó không phải ngô. À, đó không phải ngô. Đó không phải ngô. Cho hết lại để cho nó nhìn. Mì bắp mì cái này là bỏ à, mì quảng á, là bỏ thêm hành nè với lại đậu phộng à sơ thành hoàn hảo à vâng. Quan nhau cậu.
Bí mật vậy thì mua giùm cho con với. Ở đấy. Con đang mua giùm cho con với. Con đang cưới mời mợ. Người ta mua là người ta mua như sorry không ai bán lẻ. Đó, à. Đó. Mua như này mới mua. Nhưng mà món này chỉ có độc quyền nhà Úc mới có thôi. Đúng rồi. Thôi đi. Có ai hỏi món này ở đâu thế? Em là còn đang không? Còn đang chiên, chị kia để bỏ chị còn kia. Còn hả? Còn đang chiên. Trong kia đang chiên nhiều lắm. Đang chiên. Đã nói là không thử ngon hả? Mợ mới vừa kêu sorry cái mợ phát ra mấy bầu lên. Đau em bị có đó. Thôi, tụi con vô bàn đi. Vô bàn đi. Vô bàn đi nhậu đi. Đấy, nồi xôi hấp dẫn. Xôi đậu với gì đây ạ? Thịt à? Thịt gì đây ạ? Có chà bông nữa nhưng mà bông ra. Thịt này là thịt heo bằm mà hay gì đây ạ? Thịt heo xay ra. Bằm ra đi. Cái gì cái gì nữa? Máu hả bà? Máu hả? Mỗi nơi một phong tục. Ừ. Sao? Ngoài khác con xôi khác. Ngoài con là xôi trắng mà. Không. Xôi xôi xéo á. Cũng màu xanh như này này. Nhưng mà nấu khác. Nói chung là do mình chỉ biết một nấu cái loại đây. Còn nếu như mình biết những loại khác nữa thì mình cũng nấu để mình đổi là... kiểu. Ừ, tối qua còn dĩa thịt gà. Ngoài em là thịt gà lá chanh. Phải quay bây giờ. Ôi rồi chúng nó. Nãy giờ chúng nó trong nhà bây giờ. Ôi đông. Đó bữa nay đám dỗ nhà ngoại này đông quá trời ơi. Đông. Tới giờ đông quá trời. Mâm nhà mình. Đó mấy năm nữa là nó khác liền. Đông quá. Tay đồng đó rồi tít ra đằng kia năm nhà mèn nóng sao bà nội lúc không chịu ăn không chịu em nhớ thì có bà nội thôi. Đâm hay chụp hình rồi đó. Ai bảo? Ai bảo ở đây khác ở ngoài kia. Nhiều luôn cái. Đâu? 2.000 một cái. 10.000 năm cái. Hôm bữa em mới mua mà. Hôm bữa sẽ được mua đồng ba rồi. Con cháu và đây là ông cố. Đây là hai dì. Em của mẹ. Bà đang quay mà. Bà đang quay rồi còn bắn. Đó, con cháu vào ôm ông cố để chụp hình. Ôi dễ thương. Mấy sao? Rồi đó, được chưa? Hai bà dì chụp cùng mấy ba. Cười lên ghê cái kìa.
ông cố, mình gọi là ông cố này. Ông năm nay 94 tuổi, ông yếu rồi đó. Là ông không nhận ra ai hết á. Ông mới đi viện về. Hôm nay đám dỗ bà. Chụp khí thế luôn nè. Hai bà dì chăm ông. À, mẹ và các dì còn lại thì đi đám cưới, đi ăn đám hỏi. Hôm nay có đám hỏi ở nhà cậu. Ăn đám tiệc rất là đông vui, chưa ăn xong. Đây mấy đứa nhỏ thì ăn xong trước rồi và ông cố cũng ăn xong trước rồi. Đám cược ở đây mình thấy là mỗi mâm 10 người ngồi một mâm đó, như ngoài mình ngoài Bắc thì một mâm 6 người thôi. Yêu mẹ nhỉ. Em bé mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? À, bé 5 tuổi à? Yêu thế nhỉ. À, em thấy em bé này mấy tuổi? Đó, mẹ mấy các dì đám cưới về xong là ghé vô đây nè, ghé vô chơi với ông cố nè. Hôm nay trùng với lại đám cưới nè. À, em bé 3 tuổi. Đó, vô đây nói chuyện vui vẻ rôn rã nè. Đó. Mẹ ơi. Ok, mẹ yêu con nhé. Yêu con. Dạ. À, bữa nay có đám cưới này, đám hỏi bên nhà nhà trai cũng là trùng với đám cưới bên nhà gái thì là mẹ và các dì đi qua bên đấy ăn. À, thì bây giờ mới xong rồi về chơi với ông cố này. À, đang mặc đồ rất là đẹp nên là ghé và chụp hình luôn. À, các bạn xem không khí gia đình nhà mình nhá. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của bên gia đình nhà mình. Đó, đây ông cố đã 94 tuổi rồi này và các dì với mẹ này. Mẹ mình, mẹ chồng mình mặc áo vàng này, rất là đẹp đúng không ạ? Hy vọng các bạn xem video của nhà mình sẽ thấy được những giây phút vui vẻ ấm cúng bên gia đình, những sum họp, những ngày đoàn tụ rất là lâu khó, rất là một năm rất là khó chưa tụ họp. Đây là đám dỗ bà ngoại mình cưới nhà mình 10 năm rồi. Năm nay mới nghỉ hè mới có dịp về tham dự cái đám dỗ này đây. À, rất là tuyệt vời đúng không ạ? À, bình thường mình chỉ về tham dự dịp Tết thì là đám dỗ ông nội nhá. Đây là đám dỗ bà bên ngoại.